Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách làm chả quế. Với cái cách làm chả quế ngày hôm nay thì bạn nào cũng có thể làm được luôn. Chỉ cần là có cái máy xay gia đình của mình là mình có thể làm được một mẻ chả quế hấp dẫn lắm nha. Nếu mà bạn nào cảm thấy thích thì hãy bắt tay vào làm chung với gia đình của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có 900g thịt đùi, 1 muỗng cà phê bột quế, 1 muỗng cà phê bột tỏi, 1 muỗng cà phê bột hành. Bên cạnh đây thì mình có 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột nổi, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 3 muỗng cà phê đường và 3 muỗng canh tinh bột khoai tây nhé, 4 muỗng canh dầu ăn. Tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi thì đầu tiên đối với phần thịt này thì chúng ta sẽ cắt ra. Và thịt này thì mình cũng đã để đông đá đó mọi người. Mình để cho đông đá, mình rửa sạch và mình để cho nó đông đá, hơi đông đá. À, quy trình làm cái chả quế này muốn dai thì các anh chị và các bạn phải giữ cho cái miếng thịt của mình lúc nào cũng lạnh nhé. Như vậy thì thịt của mình nó mới dai được. Tại vì mình làm bằng cái máy xay gia đình nên là các anh chị và các bạn phải tuyệt đối giữ cái miếng thịt là luôn luôn lạnh nha. Mình xách nhỏ ra rồi thì chúng ta sẽ cho vô cái cối xay. Tùy vào cái cối xay của các anh chị và các bạn, nó nhỏ hay nó lớn thì mình cho cái lượng thịt vừa phải nhé. Rồi sau khi mà cho thịt vô rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình xay. Mình xay cho cái phần thịt này nó nhuyễn ra. Sau khi mà nó nhuyễn ra rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình cho gia vị vô luôn nha. Đó mọi người thấy không ạ? Nó nhuyễn như thế này nè. Rồi mình sẽ bỏ ra cái tô để cho mình dễ cho gia vị nha. Và lưu ý rằng khi mà thịt nó nhuyễn mà mình đụng vô miếng thịt, thịt vẫn còn lạnh nha mọi người nhé. Rồi mình cho nước mắm nè. Cho tinh bột khoai tây. Mình cho tinh bột khoai tây vô như thế này thì sẽ có cái độ kết dính và cái độ dẻo. Dầu ăn để cho cái phần chả của mình nó mềm hơn. Rồi các gia vị khác mình cho hết tất cả các gia vị vô luôn. Rồi mình cho bột nổi vô luôn nhé. Mình cho bột quế, tỏi, hành vô luôn. Đeo bao tay vô và mình sẽ tiến hành mình bóp đều cho cái phần thịt này nó thấm gia vị. Mọi người lưu ý nhé, tất cả các quy trình mình làm thì thịt vẫn luôn luôn còn lạnh nha. Nếu mà mình cảm thấy thịt nó không lạnh nữa thì chúng ta phải bỏ vô ngăn đá liền. Tại vì mình làm bằng cái máy xay gia đình nên là mình phải kỹ một chút và mình làm nó hơi bất công một chút xíu, nhưng mà cho thành phẩm thì cực kỳ ngon luôn. Đó, sau khi mà mình đảo đều rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần thịt này vô một cái túi zip. Mình mang đi mình đông đá nhé. Mình đảo đều tay để cho cái phần thịt này nó có cái kết dính và nó dẻo hơn á. Rồi mình sử dụng cái túi zip như thế này nè mọi người. Mọi người sẽ cho vô cái túi zip này và mình sẽ chàn đều ra, chàn mỏng ra. Mình sẽ cho vô ngăn đá tủ lạnh nhé. Rồi mình sẽ chàn cho nó mỏng ra. Sau khi chàn mỏng ra rồi thì các anh chị và các bạn sẽ bỏ vô ngăn đá tủ lạnh cỡ tầm 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi để cho nó đông, mà đông cho cái thịt của mình nó đông xốp lại á nha. Tùy vào cái tủ lạnh của các anh chị và các bạn mà các anh chị và các bạn sẽ canh cái thời gian khác nhau nhé. Ở đây thì tủ lạnh nhà mình có thể để được 1 tiếng rưỡi là có thể cái phần thịt này nó đông xốp lại.
Mình chàng càng mỏng thì khi mà mình đông đá thì nó sẽ càng nhanh nhé, nó càng nhanh đông hơn. Rồi mình mang vô bỏ vô ngăn đá tủ lạnh. Sau 1 tiếng rưỡi thì chúng ta sẽ quay lại nhé. Khi mà mình quay lại thì mọi người thấy không ạ? Mà em cũng bỏ cái cối xay thịt này nè, bỏ vô ngăn đá luôn để cho nó lạnh. Đồng thời tất cả các dụng cụ của mình phải lạnh nha. Và cái thịt này lúc này nó đã đông xốp rồi nè. Và mình sẽ tiến hành mình bỏ vô và mình xay nha. Lưu ý rằng em nhắc đi nhắc lại là lưu ý rằng chúng ta phải xay cho tới khi xay thịt trong cái môi trường lạnh, thì như vậy thì thịt của mình nó mới đạt được. Và cứ mọi người cứ xay xay xong tới hết lạnh rồi chúng ta lại bỏ vô cái túi zip và mình bỏ vô ngăn đá tủ lạnh. Làm như thế vậy là mình làm liên tục như vậy cỡ tầm 3 lần thì thịt của mình sẽ dẻo nha. Mọi người lưu ý nè, mình sẽ làm trong vòng 3 lần liên tục như vậy á. Và mình xay cho tới khi nào mà cái phần thịt của mình nó dẻo kết dính như thế này là được nhá. Đó, và ở ngoài cái phần cái cối xay này lúc nào cũng lạnh. Và mình xay càng dẻo càng quết thì cái chả của mình khi mà mình làm ra thì như vậy thì chả của mình nó mới dai được. Mọi người thấy không ạ? Đó, mình xay cho tới nó trắng luôn. Nó trắng mà nó giống như là giò sống á. Mọi người có cái máy công suất mạnh hơn thì khi mà mình xay thì nó sẽ ra cái giò sống nhiều hơn nữa, nó dẻo hơn nữa, thì như vậy nó mới ngon. Và mọi người cứ làm như vậy cho tới được 3 lần. Và tới khi nào mà mình cảm thấy rằng cái thịt nó kết dính và nó dẻo thì chúng ta sẽ ngưng nha, mình chịu khó. Đó, mình xay xong rồi mọi người thấy không ạ? Mình xay như thế này rồi thì mình vẫn bỏ vô cái túi zip và mình đông đá tiếp. Rồi tí đó mình mang ra mình xay, làm như vậy 3 lần luôn. Ở đây mình nói rất là kỹ nha mọi người nha. Mình rút ngắn thời gian nên là mình chỉ chia sẻ cái máy quay cỡ 1-2 lần thôi à. Đó, rồi mình lại bỏ vô đông đá. Khi nào mình cảm thấy đông xốp rồi mình lại mang ra mình xay. Mình xay càng dẻo, càng kết dính thì chả của mình càng dai nha. Rồi, mang bỏ vô ngăn đá. Và sau khi mà mình xay dẻo và kết dính rồi và mình cũng cái mẹ cuối cùng mà mình cảm thấy được rồi, mình bỏ vô cái tầm nửa tiếng cho phần thịt nó lạnh lại, thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái khay mình lót với nến nè. Ở bên đây thì có dầu màu điều và mình cho một ít bột quế vô cái dầu màu điều này để mình quét lên trên bề mặt. Và cái phần thịt mà mình cảm thấy xay nó dẻo rồi đó thì mình bỏ vô ngăn mát, ngăn đá tủ lạnh cỡ tầm nửa tiếng thì mình lấy ra đây. Ở đây thì do là mình xay cái máy của mình nó nhỏ quá nên là mình xay nó cũng chưa có đạt lắm đâu mọi người. Mọi người cần phải xay trắng hơn nữa, dẻo hơn nữa thì nó sẽ dai hơn nữa đó nha. Đó, mình cho vô. Quy trình làm chả lúc nào cũng phải thịt cũng nào cũng lạnh nhé. Rồi mình nén xuống. Và bây giờ thì mình sẽ quét cái hỗn hợp này lên trên cái bề mặt để mình tạo cái màu. Dầu màu điều và một chút bột quế để cho thơm đó. Và sau khi mà mình quét như thế này thì chúng ta sẽ bỏ vô lò nướng và mình nướng. Lúc này thì mình đã điều chỉnh nhiệt độ lò rồi. Mình mở lò 180 độ và 2 lửa. Mình đã mở lò trong được 15 phút rồi nhé. Và khi mà quét xong thì chúng ta sẽ bỏ chả này vô lò và mình nướng luôn. Mình nén càng chắc tay thì chả nó càng chắc hơn á.
Rồi mình đã làm nóng lò, bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái phần chả này vô và mình sẽ tiến hành mình nướng. Mình sẽ nướng ở đây là 180 độ hai lửa và mình nướng trong vòng 30 phút nhé. Và đây là những cái miếng chả quế của mình đang nướng trong lò nè. Lúc này thì chả bắt đầu chín rồi và cực kỳ thơm luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra ngoài. Khi mà đã đủ thời gian rồi thì chúng ta sẽ lấy ra ngoài và mình kiểm tra bằng cách mình xin cái tăm vô coi nó đã chín chưa. Nếu mà chín rồi thì chúng ta sẽ cắt ra những cái miếng vừa ăn như thế này và cùng nhau thưởng thức thôi. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong các cách làm chả quế tại nhà với cái máy xay gia đình. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like và một đăng ký, một tinh thần kênh của vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bạn nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi kênh của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha. Thank you.